Kính thưa quý vị, WHO tuyên bố ô nhiễm tại các thành phố Trung Cộng là cuộc khủng hoảng, tính từ Bắc Kinh. Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO nói rằng mức độ ô nhiễm tại các thành phố Trung Cộng phải được coi như là một cuộc khủng hoảng. Thành phố Bắc Kinh đã bao trùm sương khói trong 6 ngày liên tiếp. Chính quyền thành phố đã nâng mức báo động lên màu cam lần đầu tiên kể từ ngày thứ 6 tuần trước. Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ coi chỉ số ô nhiễm trên 300 là mức nguy hiểm, nhưng chỉ số trong ngày cuối tuần tại Bắc Kinh lên trên 500. Đại diện WHO tại Trung Cộng là ông Bernhard Schwarzlander nói rằng mức ô nhiễm tại các thành phố Trung Cộng phải coi là cuộc khủng hoảng, có nghĩa là phải lập tức có hành động kêu gọi người dân tránh làm việc ngoài trời, giữ trẻ em ở trong nhà. Chính quyền Trung Cộng đã ban hành nhiều sắc luật, đưa ra nhiều chính sách, nhiều lần thề làm sạch môi trường, nhưng mức ô nhiễm tại các thành phố này ngày càng tệ hại hơn. Tỉnh Hà Bắc là vùng kỹ nghệ chính chung quanh thành phố Bắc Kinh và Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Cộng nói rằng tỉnh này là nguồn sương khói đã bao trùm Bắc Kinh. Mức ô nhiễm tại thành phố Thạch Gia Trang là thủ phủ tỉnh Hà Bắc đã có chỉ số ngoại hạng từ đầu năm 2013. Một người phụ nữ Bắc Kinh nói rằng không khí ô nhiễm đã tạo nhiều chứng bệnh hô hấp cho người già và trẻ em. Bệnh ho ngày càng phổ thông. Một cụ bà 60 tuổi nói rằng bà ta ngày càng lo ngại phải sống trong thành phố. Đô trưởng Bắc Kinh hứa hẹn dùng 15 tỷ quan để làm sạch không khí trong thành phố trong năm nay, sẽ đóng cửa 300 nhà máy tạo ô nhiễm và giới hạn việc ghi danh mua xe mới.